Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Tiếp tục hôm nay là em làm clip này giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta. Đây là JBL hàng cho 5. Sau đây là phần giới thiệu chi tiết nội thất, tất cả các thứ của đôi loa này và báo giá cuối clip quý vị và các bạn. Xem hết clip để nghe báo giá gì nha. Em mời quý vị và các bạn. Ở đây quý vị ha, thì em sẽ quay cho quý vị và các bạn coi cái đôi bát của JBL hàng cho 5 đi ha. Nó rất đẹp, tháo ra rồi đây để mà thay gân lại để phục vụ anh em chơi audio nè vậy ha. Bát từng chiếc mới thay gân đẹp sắc sỡ luôn, gì đẹp y xin luôn. Dòng đôi JBL là cạnh tranh 5 hỗ trợ hát karaoke và nghe nhạc rất hay gì ha. Đây trong đây là sạch chân con lạnh luôn gì nha. Đó, này là hàng vải riêng nguyên bản và toàn tập luôn vậy ha. Chỉ có ngoại trừ găng mút một là thay lại thôi, còn tất cả là nguyên zin gì ha. Đó, một chiếc em quay cận cảnh cho các bạn chúng ta xem cái bằng phụ bát của nó luôn để bảo đảm đến khi các bạn là phụ bát này nó zin nguyên bản và toàn tập. Thì hàng bán trên kênh thì có sao nói vậy, cho nên quý vị và các bạn cứ yên tâm. Đây là cái phần cũ nó gì ha, sexy 7 màu vàng óng ánh. Bát này thì được 16 cm thì 18 cm gì để đo coi, hình như là 16 cm. Đây nữa vậy. Đấy, cạnh cho 5 thì nó vậy, từ quanh đây 17. Thì là mình gọi là đây là bát 16 đó cái gì. 16 cm đó gì ha. Còn cái phần đỏ thùng nữa đây. Bắt bắt phát bắt được trong bắt ra gì nha, cho nên mình phải tháo thêm một lớp này nữa. Nó hơi cực công chút. Rồi. Để em cho vì các bạn coi nguyên cái dĩ mạch của cái dĩ bắt lo của nó. Nội thất nó thì rất gấu vậy ha. Để sẵn cho quý vị và các bạn xem luôn. Có phụ dây và bóng đèn chỗ luôn như là lobo gì đó quý vị. Đó. Cuộn để cản cho bát và bóng đèn để cản cho chết. Và thụ. Để không biết lo cái gì. Khi mà hát lớn bóng đèn nó sẽ cháy lên. Cản công suất lại để hạn chế tối đa việc mà nó bị cháy lo gì nha. Cho nên là cái dòng này là chúng ta cứ hát là thoải mái gì. Rồi em mời và các bạn chúng ta xem tiếp tục nhé. Vâng, và tiếp tục em mời và các bạn chúng ta cùng xem tiếp nội thất của con JBL là cạnh tranh 5 gì nhé. Là JBL là cạnh tranh 5 thì nội thất của nó là gáp vô làm gì nữa gì, rất là cực công như gì nha. Mở ra là gỡ nguyên cái mặt này ra gì, sau là gáp cái lo nó vô gì, gáp mặt sau ra trước gì ha. Lo nằm mặt sau ra trước vậy nè. Đó, đẩy cái khay ấp xuống cái khay cũng dễ lủng màng lắm vậy ha. Đây cây nó sọt lên lia chia cho nè, cây chấu nó sọt lên rồi. Đó, hai chiếc thì em đã gáp vô thay gân xong, mình đã gáp vô đạt mỹ mãn luôn cái gì. Rồi thì chiếc nào nó cũng có cuộn tụ và bóng đèn hết đi ha, cho nên là nó bảo vệ lo rất là ngon lành. Chúng ta hát karaoke chúng ta không sợ được lo. Đây nó là sexy, nó bảy màu óng ánh gì đó gì nha, không có tái nha, rất đẹp. Và đây là dòng cạnh cho 5 mà tem đỏ, đúng là mỹ xịn gì ha. Đây là phần nội thất của nó. Rồi, và sau đây là em sẽ gáp vô thành phẩm một đôi JBL là cạnh cho 5 gì ha. Thì đây là cặp JBL là cạnh cho 5 đó, thay gân mình gáp vô và mặt tiền nó gì khi tháo lưới gì ha, rất đẹp gì ha. Lại chậm chậm cho vì các bạn chúng ta xem. Đó, chép đẹp tuyệt vời không. Nói chung là lo này không phải mua đóng, mình mua tiền chọn cho nên là rất đẹp vậy. Tuy nhiên là giá thì mình giao lưu cho em chơi rất là bình dân. Đó, đẹp tuyệt vời vậy ha. Rồi đẩy lưới cái nữa là coi như là xong. Tất cả các clip trước thì mình làm từ cái lo mà đẩy lưới rồi mới mở lưới, mở căng rồi mới mở cũ, sau nó thắt từ từ từ. Còn cái clip này ngược lại, mới vô thì cũ lo mới thay viền về, xong rồi mình cho vì là các bạn xem cũ lo ở ngoài, xem cũ lo ở ngoài xong rồi lúc gáp vô xong rồi dần gáp vô được thành phẩm cái lo, rồi sau cùng là đẩy lưới và báo giá. Vì chờ em đẩy lưới xong báo giá cho gì luôn nha. Đây là bắt đầu đẩy lưới vì nha, một chiếc mình đã đẩy xong thành phẩm đẹp, còn chiếc mình quay cho vì các bạn chúng ta xem cái lưới đó. Đó là lưới sắt vậy ha, lưới sắt zin rất đẹp quý vị ha, lưới sắt zin rất đẹp. Đây
kèm xi bên rồi, kèm cho 5. Đây là cái dòng loa mà của Mỹ xịn, cho nên là sản xuất tại Mỹ này, nó cái tem nó thường là màu đỏ nha quý vị nha. CVL cạnh tranh năm thì cái màu đỏ. Có một số dòng nó sản xuất ở Nhật hay gì đó thì nó màu xanh nữa vậy. Ta để ý phần đó. Hai cái giá nó có thể là trên lệch trung đỉnh nữa vậy. Đây lưới nó thì rất là dễ, đây nó có đường khe sẵn. Ta để vô là hết thôi vậy. Rồi đây là thành phẩm đẩy lưới của tôi, xi bên là cạnh cho 5 gì ha, quá đẹp, lo đẹp giá bình dân, chơi là ghiền ngay gì ha, lo đẹp giá bình dân. Chắc em xi bèo thì khỏi bàn rồi ha. Đó rất đẹp đi ha, do treo hay là để bàn này kia nó cũng được, hỗ trợ tiếng karaoke rất tốt như vậy nha. Nghe nhạc cũng rất hay. Thì clip này đến đây thì em cũng xin tạm dừng và xin báo giá cho lưu đôi lo này đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là hôm bữa là chưa thay găng nữa thì em báo 3.9 triệu, hôm nay thay găng rồi thì em tốn thêm 100.000 thay găng nữa thì em tính cho quý vị và các bạn chúng ta 4 triệu đôi lo này. CBL cạnh trên 5 thay găng đẹp, hàng xin nguyên bản toàn tập, anh em lấy về chỉ việc hát thôi. Rồi shop Trần Thảo Khang xin Zalo đến vị và các bạn tao giá 4 triệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển hay gì nha. Rồi nếu vị và các bạn nào quan tâm clip và cũng như là muốn sở hữu đôi lo này để trải nghiệm chất âm JBL thì vị vui lòng liên hệ với Trần Thảo Khang, số điện thoại 0902764784 vị ha. Rồi thì em xin kết thúc video và hẹn gặp lại vị và các bạn vào clip sau là clip test JBL cạnh tranh 5 vị ha. Và trước khi gặp phải màn hình, quý vị đừng quên cho Trần Thảo Khang xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần, ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em quý vị nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt.